Hello chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nhá. Video này mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một con web có tên là trxtvkep.com này. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Các bạn quan tâm có thể click vào link và đăng ký tài khoản nhá. Đăng ký tài khoản thì nhập cho mình cái email này, mật khẩu xác nhận là mật khẩu này và click vào đăng ký. Như vậy là các bạn sẽ đăng ký được một cái tài khoản hoàn toàn là miễn phí. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong ứng dụng hướng dẫn các bạn cách chơi cũng như test nạp rút ở con này nhá. Sau khi mà đăng ký tài khoản thành công thì các bạn sẽ nhận được là 2.800 trx hoàn toàn là miễn phí ở đây. Và các bạn có thể thấy con này thì giao diện của nó rất là quen thuộc rồi nhá, cũng như ở dưới đây thì là cái thành viên này và lợi nhuận tích lũy ở đây cũng rất là nhiều nha mọi người. Ở đây thì là cái đối tác toàn cầu của nó nhá, những cái sàn rất là uy tín, bạn có thể xem đây nhá. Cái mục chơi này thì các bạn sẽ nhận được 5% mỗi ngày nhá, khai thác trên nền tảng đám mây đang hoạt động này các bạn sẽ nhận được 5%, cũng như là cái mục này thì các bạn sẽ rút được là 2,8% nhá. Các bạn gửi từ VIP 1 là các bạn sẽ rút được 2,8%, VIP 2 thì là 3%, VIP 3 được 3,4 và VIP 4 thì được 4 và SVIP thì được 5 nhá. Và các bạn cũng có thể xem ở đây cho mình nhá. Đó các bạn có thể thấy đây. Thì các bạn có thể thấy này, VIP 1 thì các bạn sẽ cần từ 0 đến 9.999 TRX nhá. Có nghĩa là các bạn sẽ nạp từ 5 TRX thì thường thường là 5 TRX nhá. Thì bạn sẽ có là VIP 1, đó, VIP 2 thì là cần 10.000, VIP 3 cần là 100. VIP 4 là 500 và VIP 5 là 1 triệu nhá. Các bạn có thể thấy đây. Thì để lên VIP nhá, các bạn click phần nâng cấp cho mình này. Ở đây thì các bạn sẽ sao chép lại cho mình cái địa chỉ nhá. Các bạn sẽ về ứng dụng chứa TRX nhá. Ok. Ở đây thì các bạn chọn cho mình là chôn này. Sau đó các bạn sẽ chọn gửi cho mình nhá. Dán địa chỉ này. Cũng như số lượng thì mình sẽ nạp là 20 TRX nhá. 20 TRX cả phí thì nó khoảng là 35.000 nha mọi người. Sau đó các bạn xác nhận cho mình này. Ok, như vậy là mình nạp thành công nào. 20 TRX thì nhá, nạp thành công nhận luôn cho mình này. Và quay trở lại ứng dụng nhá. Click ở đây, đã hoàn tất quá trình nạp tiền này. Đó, như vậy là nạp tiền thành công rồi nhá. Thì sau khi nạp tiền thành công thì chỉ đợi tiền nó về là mình sẽ rút được thôi. Cũng như là ở cái mục này thì các bạn có thể thấy này, các bạn sẽ sao chép cái mã mời này nhá. Và các bạn đăng đến những hội nhóm thì khi có người theo cái link của các bạn chơi, các bạn sẽ có hoa hồng nhá. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái bảng hoa hồng của nó này. Được 20% hoa hồng cho 3 cấp nhá. Nên phần 1 là 10%, nên hai nên phần 2 là 7 và nên phần 3 là 3 nhá. Ở đây thì các bạn cũng có thể xem đây. Tương tự như vậy thì FP cũng vậy nha mọi người, cũng là 20% hoa hồng cho 3 cấp. Đó, cũng như ở cái mục này thì nó có cái mục thông báo này, các bạn có thể xem cái thông báo này nhá. Cái mục này thì các bạn cũng có thể xem đây nhá. Mục team này. Ở đây thì nó có là nên phần 1, nên phần 2, nên phần 3 này. Các bạn sẽ thấy ở đây nhá. Khi mà các bạn mời được bạn bè thì nó sẽ hiển thị ở đây. Cũng như là mục hồ sơ này thì bạn cũng có thể xem đây cho mình nhá. Đó. Mục này là mục chuyển từ tài khoản khuyến mãi sang tài khoản cơ bản. Có nghĩa là các bạn mời bạn bè có người ta có chơi, các bạn có hoa hồng ở đây thì các bạn sẽ chuyển sang đây nhá. Để các bạn có thể tái đầu tư. Nếu như các bạn không muốn rút luôn nhá. Cũng như ở dưới đây thì nó còn những cái mục này, ví dụ như là đặt Google xác thực này, cũng như là thay đổi mật khẩu và tất cả các thứ thì nó ở đây nhá, các bạn có thể xem đây. Ok, đây thì các bạn có thể thấy này, mình đã nạp thành công là 20 TRX rồi nhá. Nếu như ok nha mọi người, đây thì mình đã nạp thành công là 20 TRX rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ làm rút tiền này, rút tiền các bạn click phần money cho mình nhá. Ở đây thì mình rút được là 0,56 TRX này, nhập số tiền, địa chỉ, phí và mật khẩu ở đây nhá. Sau đó các bạn xác nhận cho mình này. Đó, như vậy là rút tiền thành công rồi nha mọi người. Rất là đơn giản thôi. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Các bạn quan tâm thì click vào link và đăng ký tài khoản nhé. Bây giờ thì mình sẽ đợi tiền nó về và quay ra zoom tặng quà cho mọi người nha. Ok nha mọi người. Ở đây thì các bạn có thể thấy này, 0,56 TRX về rất là nhanh nhá. Đây các bạn có thể thấy này, 0,56 TRX này. Đó. Link tham gia thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video cho các bạn tìm hiểu nhé. Bây giờ thì mình sẽ dừng video nha. Ok thì mình sẽ lấy cái video mới nhất của mình có 82 lượt bình luận hợp lệ này. Thì mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn để tặng quà nhá. Rồi bạn thứ nhất là bạn SOS này. Hay quá này. Bạn liên hệ mình để mình tặng quà cho bạn nhá. Chọn ra một người nữa nhá. Phong23 này. Hai bạn này liên hệ mình để mình tặng quà cho các bạn nhá. Anh em nào mà muốn nhận quà từ mình cũng như là theo dõi để biết những cái con ứng dụng hay và những cái app mới nhất từ mình nhé.
Đó, và anh em cho mình một like, một lượt chia sẻ cũng như để lại cho mình một lượt bình luận để mình tặng quà cho mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua nhé. Bye bye.